chào quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt News TV2 của chúng tôi. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúc quý vị và các bạn bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị khán thính giả, một số thông tin như sau. Tại khu vực quần đảo Trường Sa, con tàu đổ bộ Tiếp 075 nặng 32.000 tấn đã bị trúng bom, ngư lôi của lữ đoàn Kilo Việt Nam vào bên mạn phải. Theo sau vụ nổ là tàu đổ bộ Tiếp 075 là một vụ nổ khác, còn lớn hơn có thể là do nổ hơi mà tàu đổ bộ 075 Hải quân Trung Quốc khiến cho các vụ nổ liên hoàn xảy ra. Tiếp trên con tàu có 527 thủy thủ tàu đổ bộ Tiếp 075 bị nghiêng từ xa, có thể thấy phần lượn của con tàu này đã bị bốc khói lên nghi ngút đen cả một bầu trời. Bài đá bắt đầu, tàu đổ bộ Tiếp 075 chìm nhanh chóng sau đó, chỉ trong vòng 15 phút. Thưa quý vị và các bạn, xương máu cha ông đắp bồi giang sơn, tiếng thét rền vang, giặc tan hoang nơi này, tấc núi tấc sông của chúng con nước Việt Nam, sao dám xem thường, tự ý để mất. Cần biên giới, cần Hoàng Sa sẽ mất luôn Trường Sa. Thác Bản Dốc, hãy Nam Anh giờ cách xa mà máu vẫn chảy lệ, vẫn rơi nhục ngàn đời vì chúng ta, vì con cháu đời sau này. Hãy làm sao để xứng danh Đại Việt, không để mất một tấc đất, một giọt nước biển khơi nào đó là tội ngàn đời. Đó là câu ca giao của Việt Nam ta đầu năm 2021, trong khi thế giới phấp phòm lo cho Trung Quốc bị ảnh hưởng về đại dịch. Do con virus Trung Quốc gây ra thì Trung Quốc chỉ quan tâm đến Biển Đông, âm thầm tăng cường tàu cá xuống Trường Sa, tập trung ở bãi đá bắt đầu. Thưa quý vị, sau khi nhận được tin báo của ngư dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị đuổi tàu dân quân biển Trung Quốc đâm chìm gần khu vực đá bắt đầu, Hải quân Việt Nam đã điều tàu tuần duyên số hiệu 2722 thuộc tàu tuần tra lớp Hamilton, có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Trên tàu được trang bị súng bắn âm thanh đến khu vực tàu ngư dân gặp nạn để ứng cứu và trợ giúp thoát khỏi vòng vây của đội tàu dân quân biển hùng hăng nhất nhân loại của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc dù âm thầm hay công khai đều nhằm gây sức ép lên Việt Nam tại Biển Đông, khiến Hải quân Việt Nam luôn nằm trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Sau những năm Trung Quốc cải tạo, bồi đắp các đảo nhân tạo thành những căn cứ quân đến nay, đặc biệt là tại hai quần đảo mà Trung Quốc cường chiếm của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa, với mưu đồ khống chế toàn bộ khu vực Biển Đông của Việt Nam thành ao nhà của mình. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã lắp đặt các dàn tên lửa đất đồi không hiện đại nhất và xây các doanh trại để cho lính hải quân đồn trú trên những hòn đảo kiên cố này. Những khu vực này thuộc chủ quyền của Việt Nam từ lâu, dựa vào căn cứ trên luật biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc, thì đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc ngang nhiên cường chiếm và để hợp thức hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ đạo hệ thống truyền thông của mình tuyên truyền với người dân Trung Quốc và trên thế giới bằng nhiều hình thức tuyên truyền để chứng minh đây là vùng biển của Trung Quốc từ xa xưa. Mặc dù không có và không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh rõ ràng, hơn nữa hàng năm Hải quân Trung Quốc thường đưa người dân Trung Quốc tới những khu vực này để tham quan du lịch, sau đó liên tục cho báo đài phát sóng với những nội dung mang tính kêu gọi, sặc mùi tuyên truyền khiến người dân Trung Quốc đều hiểu sai vấn đề. Họ nghĩ rằng Biển Đông là của Trung Quốc và ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, sử dụng các biện pháp quân sự để chiếm lại của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Khi được hỏi tới, có 99% người dân Trung Quốc luôn nói rằng cần phải trả cho Việt Nam thêm một bài học nữa xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập niên qua, để giúp Việt Nam công khai lần bị mật thông tin quân sự với Trung Quốc đại lục thì Việt Nam yếu thế hơn rất nhiều. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Việt Nam đã đưa nhiều sinh viên sang Nga để nghiên cứu học hỏi những vũ khí để đủ sức chống lại Trung Quốc trong mọi tình thế hiện nay. Việt Nam đã trang bị 6 tàu ngầm lớp Kilo, 4 tàu hộ vệ tầm xa
tổ hợp tên lửa S-400. Không dừng lại tại đó, kể từ năm 2014, một nhóm kỹ sư Việt Nam tham gia cùng kỹ sư vũ khí hàng đầu của Nga vào việc nâng cấp tổ hợp tên lửa S-400 và tổ hợp tên lửa S-500 thành công. Hệ thống phòng không S-500 này có thể được sử dụng để chống lại vũ khí siêu thanh nhờ tốc độ kinh hồn mạt vía gấp 9 lần vận tốc âm thanh. Sự quái đản của hệ thống tên lửa S-500 không chỉ được biết tới là sát thủ diệt F-35 mà còn có khả năng bắn hạ các tên lửa siêu thanh của Mỹ. Còn với Trung Quốc thì quá đơn giản, chỉ trong vòng một nút nhạc là xong. Hệ thống phòng không S-500 được trang bị 6 tăng tầm có khả năng bắn hạ các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 250 km. Tổ hợp có khả năng phát hiện và tấn công tối đa 10 đầu đạn của các tên lửa đạn đạo với vận tốc hơn 6,4m một giây. Tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không S-500 được đẩy lên tới vận tốc 10 km. Quả tên lửa 2 tầng đáy sử dụng nhiên liệu rắn có chiều dài 10m của tổ hợp sẽ có khả năng bay với vận tốc gấp 9 lần tốc độ của âm thanh khi đánh chặn các mục tiêu đang di chuyển với vận tốc 15,6 mạch. Tổ hợp S-500 của Nga sẽ là sự tuyệt hảo cho tổ hợp tên lửa S-400, loại thay thế hệ thống phòng thủ chống tên lửa A-1 mà Nga đã bán cho Việt Nam trước đây. Sau khi tổ hợp này được biên chế cho quân đội, những hệ thống tên lửa của Mỹ như Patriot hay những tên lửa mạnh nhất của Trung Quốc là Đông Phong cũng như các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 có thể bị coi là lỗi thời. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi mới nhận được, tổ hợp tên lửa S-500 sẽ về đến Việt Nam và các đặc vụ của Nga cùng sẽ đến Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo an toàn bởi chuyến hải trình kéo dài hơn 40 ngày, xuất phát từ căn cứ quân sự đặc biệt của Nga. Đây là tổ hợp các hệ thống phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Nó sẽ biến các hệ thống tên lửa trong phòng hiện đại nhất của Trung Quốc mới vừa đem ra khoe mẽ với cả thế giới. Hệ thống phòng không S-500 có khả năng bắn hạ các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 250 km. Tổ hợp này nhanh chóng phát hiện và tấn công tối đa 10 đầu đạn hạt nhân của các tên lửa đạn đạo bay với vận tốc hơn 6,4 km trên giây. Tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không S-500 sẽ được đẩy lên tới vận tốc 10.000 km. Quả tên lửa này, tầng sử dụng nhiên liệu trắng có chiều dài 10m của tổ hợp có khả năng bay với vận tốc gấp 9 lần vận tốc của âm thanh, đánh chặn các mục tiêu đang di chuyển với tốc độ 15,6 mạch. Đây là tổ hợp S-500 mới của Việt Nam, sẽ là sự bổ sung tuyệt hảo cho tổ hợp tên lửa S-400 và thay thế hệ thống phòng thủ chống tên lửa BrahMos mà Việt Nam đang sử dụng. Cho đến thời điểm hiện tại, các nước trên thế giới đã xếp hàng để đặt mua hệ thống phòng không S-500, nhưng Nga tuyên bố chưa bán cho bất kỳ quốc gia nào. Nga vừa chuyển giao cho Việt Nam một tổ hợp này vì đã có sự đóng góp của các kỹ sư hàng đầu về nguyên tử của Việt Nam. Thiết kế và nâng cấp từ tổ hợp tên lửa S-400, hệ thống phòng không S-500. Đây là một bước ngoặt đột phá mới nhất mà các kỹ sư Việt Nam khiến Nga không thể nào từ chối chuyển cho mục đích chính đáng của Việt Nam cần có để phòng thủ các mối đe dọa ngoài Biển Đông vào các tỉnh biên giới phía Bắc. Sứ mệnh vô biên của S-500 chỉ cần ấn nút sẽ biến các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo của Trung Quốc thành đống đổ nát, hoang tàn trong nháy mắt. Nó có thể tránh trận 20 tên lửa trong phòng mang đầu đạn hạt nhân hiện đại nhất của Trung Quốc đang có. Sau khi Việt Nam công bố tàu vận tải hạng nặng của Hà Lan suýt chết, tổ hợp tên lửa S-500 Việt Nam đặt mua của Nga đã về đến Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa an toàn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng kịch liệt phản đối động thái này của Việt Nam và trước đây là hành động khiêu khích Trung Quốc đồng loạt các hãng truyền thông, báo chí của Trung Quốc liên tục phát sóng và các nội dung thù địch đấu cho Việt Nam. Chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Phạm Sao Mai, thủ đô Bắc Kinh. Để Trung Quốc từ kịch liệt phản đối việc triển khai hệ thống phòng không S-500. Kính thưa quý vị khán thính giả, những tin nóng liên quan đến tình hình Biển Đông với việc dựng lên căn cứ trên các đảo chữ thập lớn nhất của Hải quân Trung Quốc, bọn bành trướng Trung Quốc đã phát động cuộc chiến tranh đánh phá khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam ta. Bằng không quân và hải quân hòng đè bẹp ý chí chiến đấu của nhân dân Việt Nam, song chúng đã bị lực lượng của hải quân ta giáng trả những đợt thích đáng và những nét nghệ thuật đặc sắc. Đây là ngày có ý nghĩa, lịch sử ghi dấu trận đánh tan tác của Hải quân Trung Quốc của Việt Nam. Mặc dù đã ra sức chống đỡ, song tình thế của Hải quân Trung Quốc ở đảo Đà Chữ Thập ngày càng bị nguy ngập, chiến lược chiến tranh đặc biệt về cơ bản bị thất thủ và đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. Trước tình hình đó, Bắc Kinh cho rằng cần thiết phải tiến hành các hoạt động táo bạo hơn, trong đó có việc mở rộng chiến tranh, phá hoại đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hòng làm suy yếu lực lượng hải quân ta và xác định là một phần của chiến tranh đặc biệt. Để thực hiện mục đích đó, một mặt quân bành trướng Trung Quốc xúc tiến thực hiện kế hoạch đưa hơn 200 tàu dân quân biển tới đảo Đá Ba Đầu nhằm do thám Trường Sa bắt cóc hải quân Việt Nam để khai thác tin tức tình báo và tổ chức sử dụng dân quân biển phá hoại. Mặt khác còn đẩy mạnh cào buộc tuần tra, trinh sát của các tàu chiến Trung Quốc vào phía Nam Trung Bộ để phô trương thanh thế và thu nhập tình báo về phòng thủ bờ biển của Việt Nam ta. Từ đó, để bọn bành trướng Trung Quốc thực hiện những bước đi tiếp theo, tạo cớ theo một kịch bản được chuẩn bị sẵn, biện minh cho hành động đánh phá chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam ta một cách sớm nhất có thể. Sau nhiều lần xâm phạm lãnh hải Việt Nam, vào ngày hôm nay, tàu khu trục tiếp 057A mang số hiệu 109 của Trung Quốc vào sát bờ biển Trường Sa, cách bờ biển khoảng 6 hải lý, tổ chức đánh phá nhằm khiêu khích, nhử mồi, tạo cớ. Hải quân của ta đã anh hùng đánh đuổi chúng ra khỏi hải phận, khiến mưu đồ của bọn bành trướng đã bị dập tắt và nay Trung Quốc vẫn chưa đạt được mục tiêu để tạo ra một tác động tâm lý mạnh mẽ đến Quốc hội và công chúng. Trung Quốc đồng thời kêu ra một cuộc khủng hoảng quốc tế, một số thách thức đối với danh dự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tàu khu trục tiếp 057A của bọn bành trướng Trung Quốc chủ động nổ súng của các tín hiệu bị tấn công, dựng lên sự kiện đánh chiếm Trường Sa với sự ngụy tạo. Khu trục hạm của chúng tiếp tục bị Hải quân Việt Nam ngăn chặn tiến công lần thứ hai khi hoạt động bình thường trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ta. Diễn vào màn kịch này, bọn bành trướng Trung Quốc Tập Cận Bình đã bất chấp dư luận và lẽ phải, bất ngờ huy động một hải đội, 6 chiếc khu trục hạm cùng 6 tàu hộ tống đánh phá quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mở đầu cho cuộc chiến tranh phá hoại quy mô lớn và khu vực Biển Đông. Nhờ vào chuẩn bị từ trước và với tinh thần cảnh giác cao, các lực lượng vũ trang hải quân đã giáng trả bọn bành trướng Trung Quốc những đòn thích đáng trong trận giao chiến đỏ súc đầu tiên với Hải quân Trung Quốc. Hải quân Việt Nam ta cùng các chiến sĩ trên đảo đã đánh trả, thiêu rụi lực lượng tàu khu trục tiếp 057A với 6 quả tên lửa trúng trực diện vào tàu nổ tung, thiêu rụi cả đoàn thủy thủ Trung Quốc trên chiến khu trục hạm tiếp 057A. Tuy chiếc tàu khu trục hạm 057A chủ động phòng tránh, nhưng thật không may tên lửa dẫn đường của Việt Nam ta đã kết liễu cuộc sống binh lính của Hải quân Trung Quốc trên chiến hạm này. Và chiếc khu trục hạm khác của bọn chúng cũng bị tên lửa đất đối không bắn chìm vì sức công phá của tên lửa đạn đạo của chúng rất lớn, nhưng đều bị các tên lửa phòng thủ bờ biển của ta đánh chặn. Cùng lúc đó, lực lượng hải quân của lữ đoàn tàu ngầm Việt Nam 189 đã chi viện kịp thời. Cuộc giao chiến này trở nên khốc liệt hơn khi chúng tung đội tiêm kích cơ động tấn công lên đảo. Lực lượng phòng vệ bờ biển của ta đã khẩn trương vào vị trí chiến đấu, tốc độ bắn nhanh như chớp. Hạ liên 8 tiêm kích của không quân Trung Quốc bắn bị thương 3 chiếc khác.
bắt sống một phi công khi bọn chúng bung dù thoát hiểm. Tỷ lệ thiệt hại của Hải quân Trung Quốc tính tới thời điểm hiện tại lên tới 12%. Đây là chiến thắng đầu tiên quan trọng tạo niềm tin và mở ra khả năng to lớn để quân ta đánh thắng chiến tranh phá hoại của bọn bành trướng Trung Quốc. Thắng lợi này là kết tinh của phẩm chất quý giá và sức truyền thông của dân tộc Việt Nam. Trước kẻ thù xâm lược với nhiều bài học kinh nghiệm về nghệ thuật tổ chức chiến tranh hải quân và nghệ thuật tác chiến phòng không. Mặc dù hai chiến sĩ của Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào rạng sáng ngày hôm nay, nhưng với hỏa lực quá mạnh từ phía ta, bọn chúng cũng đã nhanh chân rút lui khỏi trận địa, chờ đợi thời cơ để tái chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam bằng được. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử cũng đã xảy ra trong thời kỳ thống trị của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Và theo một số báo cáo, vào sáng sớm ngày hôm qua, Hải quân Trung Quốc đã rầm rộ tập trận bắn đạn thật diệu vò dương oai tất cả sức mạnh quân sự hải quân của mình. Lần này chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình có thể nói rằng đã phô diễn hết sức xù lông nhe nanh móng vuốt để hù dọa tất cả các nước có tranh chấp với Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Những mục tiêu chính vẫn là để dằn mặt Hoa Kỳ sau những căng thẳng giữa hai nước sau hội nghị cấp cao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong lúc Hải quân Trung Quốc diễn tập quân sự bắn đạn thật bán kính 100 hải lý xung quanh phía nam quần đảo Hoàng Sa, tất cả mọi phương tiện đường biển bao gồm ngư thuyền, ngư dân cũng như các tàu thương mại, các nước cần phải đi ngang qua đường hải và hàng hải quốc tế tại nơi đây đều đã bị Hải quân Trung Quốc dọa cho sợ hãi bỏ chạy. Không kịp thì sẽ bị ăn đạn từ Hải quân Trung Quốc bắn trúng. Đó chính là trường hợp của hai con tàu đánh cá của tỉnh Quảng Nam do cuốn lưới không kịp để rời đi, nên đã bị tên lửa của Trung Quốc bắn trúng. Xác của hai con tàu bằng gỗ này đã bị nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ trôi nổi bập bềnh khắp nơi trong khu vực. Cũng may là ngư dân trên hai con ngư thuyền này đã kịp thời nhảy xuống biển trước khi vụ va chạm xảy ra trong tích tắc. Vì thế sức ép của vụ nổ đã làm cho rất nhiều người bị thương nặng, chảy máu lỗ tai, hộc máu mồm, dập phổi, dập lá lách. Có nhiều người còn bị mảnh đạn và bàn thuyền găm thủng bụng, mất máu nhiều, phải ôm mảnh ván gỗ, cố bơi lội lênh đênh trên mặt biển. Kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra, cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc cực kỳ căng thẳng từ thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tưởng chừng như sẽ được cải thiện và xóa bỏ qua các cuộc gặp gỡ lần này các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước. Thế nhưng thật ngoài dự kiến của tất cả mọi người, từ giới truyền thông, báo chí cho đến giới phân tích, chuyên nghiệp đều tỏ ra cực kỳ bối rối và khó hiểu vì kết quả đã nằm ngoài dự đoán, vượt qua tất cả những tầm kiểm soát của mọi người. Mâu thuẫn giữa Mỹ và chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình đã bị đẩy lên cao hơn nữa. Chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, chuyên gia hàng không quân sự hàng đầu của Trung Quốc nhận định cuộc tuần tra kéo dài 10 giờ đồng hồ là cả một thách thức bởi lượng nhiên liệu và tiêm kích mang theo không đủ để thực hiện hành trình dài như vậy. Do đó tiêm kích cần thực hiện tiếp nhiên liệu trên không. Đây được xem là thách thức mang tính nghệ thuật. Ngoài ra, những chuyến bay dài như trên có thể khiến phi công dễ bị căng thẳng do họ thường xuyên phải duy trì tình trạng cảnh báo cao trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Trước đây, Trung Quốc chỉ nhắc tới các chuyến bay tuần tra tầm xa do những máy bay cỡ lớn như oanh tạc cơ H-6 thực hiện mà chưa bao giờ nói đến các tiêm kích. Cùng theo ông Phú, với việc phá kỷ lục bay, các chiến đấu cơ còn có thể làm nhiệm vụ hộ tống máy bay, ném bom hoặc tranh chấp trên không cũng như phát hiện các mục tiêu trên mặt đất. Quân đội Trung Quốc được cho là đã triển khai trái phép rất nhiều chiến đấu cơ, tiếc là nhiều hòn đảo ở Biển Đông. Vì khắc phục được nhược điểm về khả năng tiếp dầu trên không của Trung Quốc có phải là một mối lo ngại cho việc làm như vậy để chống lại mối đe dọa từ những cuộc tập kích đường không của không quân Trung Quốc?
Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe tin tức thời sự của chúng tôi.